Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Nam Hà cũ đã ra quyết định truy nã số 152 ngày 8 tháng 12 năm 1993 đối với đối tượng Trần Đức Kiêm, sinh năm 1957, hộ khẩu thường trú tại xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định về hai tội giết người và cướp tài sản. Theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Theo Điều 168 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp tài sản có thể bị phạt tù từ 3 năm đến tù trung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Ngoài ra, người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Khi xét xử cùng một lần, một người phạm nhiều tội, tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định tại điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Cũng phạm tội giết người và phải nhận quyết định truy nã số 80 ngày 16 tháng 3 năm 1998 của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam là đối tượng Trần Đình Viện, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và đối tượng Vũ Văn Tý sinh năm 1948, hộ khẩu thường trú tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, phải nhận quyết định truy nã số 429 ngày 24 tháng 9 năm 1984 của công an tỉnh Hà Nam Ninh cũ cũng về tội giết người. Còn về tội đe dọa giết người, Công an huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam đã ra quyết định truy nã số 11 ngày 14 tháng 4 năm 1992 đối với đối tượng Nguyễn Văn Tiêu, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Khê, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Đe dọa giết người được hiểu là hành vi làm cho người khác lo sợ rằng người đe dọa sẽ có hành vi giết người. Theo điều 133 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, Người phạm tội đe dọa giết người có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an 069 234 5860 069 232 1667 hoặc văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Nam, địa chỉ đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, số điện thoại 0226 3852 673, 069 2729 434 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện.